Hello, xin chào anh em. Mình vừa nhận được cây cần mới. Cần này là của hãng Big Fishing và được đầu câu Thành Thảo phân phối tại Việt Nam anh em nhé. Bây giờ mình sẽ khui hộp và review cho anh em xem. Cần này thì được xốp đầu câu bọc rất là kỹ anh em nhé. Một lớp chống xốp bên ngoài. Xem nào, bên trong của nó như thế nào. Trong là một lớp ống nhựa phi 34 anh em nhé. Ống nhựa này nó đảm bảo cho anh em là khi mình vận chuyển thì nó sẽ không bị va đập, không bị ảnh hưởng gì đến cần. Có một cái thẻ bảo hành anh em nhé. Thẻ bảo hành này là thẻ bảo hành điện tử của xốp đầu câu Thành Thảo. Bảo hành 1 năm 1 đóng bất kỳ. Đi theo cần thì sẽ là một ngọn phụ. Về ngoại quan thì cây cần này rất là đẹp anh em nhé. Có hai màu chủ đạo, đấy là màu đen và màu vàng. Đây đối trọng nó anh em nhé. Dưới này đít này là móc bảo hiểm này. Có họa tiết vân rồng này. Và hãng Big Fishing. Đây là size cần anh em nhé. Mình sẽ kiểm tra các lóng xem thế nào. Ở dưới thì được bịt một lớp mút này. Chống khi anh em vận chuyển thì nó va đập, nó làm xước nóng trong anh em nhé. Đây các nóng thì đều có rãnh ABS này anh em, chống kẹt nóng. Đầu cần thì được thiết kế vòng chống nổ này, và các đầu cần thì đều được sơn chống nổ, chống xé toạc lóng anh em nhé. Cái ngọn cần này rất hay này anh em. Ngọn cần này mình rất thích cái thiết kế kiểu như này. Nó không phải là ngọn 360. Cái ngọn 360 thì lâu ngày anh em câu nó sẽ bị nhiều cái cần nó bị lỗi đấy, thì dẫn đến trường hợp mà anh em gặp cá lớn là rất bị dễ bị tuyệt đầu cần này. Nhưng mà các cần mà ngọn 360 đấy về thì mình đa phần là phải độ lại, nhưng mà cây này thì không phải độ lại anh em nhé. Cái ngọn cần này thì là ngọn epoxy keo như này thì anh em cứ thế là đánh thôi. Nó thường là những cái cần săn hàng nó sẽ thiết kế như này. Ở trong những video sau thì mình sẽ đi test cái cây cần này cho anh em xem nhé, để xem tính thực chiến của nó như nào. Anh em nào muốn tìm hiểu thêm về cây cần này thì anh em ấn vào góc trái màn hình nhé, để tham khảo giá và chi tiết hơn về cây cần.